Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Nếu như những anh chị nào theo dõi kênh của Uyên Quỳnh rất là lâu thì biết rằng kênh Uyên Quỳnh đã có rất là nhiều video kết nối những cặp đôi với nhau. Bên cạnh đó, Uyên Quỳnh cũng nhận được rất là nhiều tin của những anh chị là những cặp đôi đang tìm hiểu nhau, tuy là chưa có những kết quả chính thức. Và cũng vì thế, Uyên Quỳnh không cho số điện thoại cho những người sau nữa. Tuy nhiên, có những anh chị sau một thời gian tìm hiểu lại cảm thấy không phù hợp với nhau, báo tin cho Uyên Quỳnh biết là họ đã chia tay. Và như thế là họ mất đi những cơ hội trước đây mà có những người khác muốn làm quen với họ. Chính vì thế mà Uyên Quỳnh quyết định là sẽ đăng lại những video của các anh chị nào vẫn còn cô đơn, hoặc là những anh chị nào trong thời gian tìm hiểu mà chưa báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết á, thì xin vui lòng báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết rằng mình đang có bạn và đang tìm hiểu. Nếu không thì Uyên Quỳnh nghĩ rằng anh chị ấy vẫn còn cô đơn và sẽ đăng video đó lại bên phần Facebook để cho những bạn nào sau này muốn làm quen với anh chị thì vẫn có cơ hội để làm quen với các anh chị nhé. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu hôm nay nhé. Rồi, em chào chị nha. Chị chào Uyên Quỳnh. Bây giờ bên Mỹ là buổi chiều nha, buổi trưa hả? Buổi tối chị. Buổi sáng đúng không? Chào gia đình Uyên Quỳnh cũng như một buổi sáng. Thật là nhiều niềm vui, gia đình thật là hạnh phúc. Chào tất cả các bạn, các anh, các chị trên mến kênh Uyên Quỳnh. Có thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, gia đình luôn là hạnh phúc. Rồi, chị giới thiệu về mình đi chị. Chị là Mai Thị Tân. Chị hiện đang sống tại thành phố Thái Nguyên. Chị người miền Bắc. Chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 1966 em. Năm nay chị 57 tuổi. Hiện tại chị đang làm công việc gì? Trong vòng mấy tháng vừa rồi thì chị không làm gì. Tại vì Tết thì tháng 12 chị mới đi làm từ Hoa về. Thì mấy tháng vừa rồi chị đi chơi, đi học thêm một chút nghề và nghỉ ngơi. Chương trình mấy tháng tới thì chắc cũng nghỉ ngơi thêm một vài tháng. Tại vì mình cũng nhiều khi bây giờ làm việc rồi, con cái trưởng thành nhiều khi cũng nghỉ ngơi một chút, rồi làm rồi nghỉ cũng không sao. Là chị mới đi làm từ Nga về hả? Đúng rồi em. Chị làm hợp tác lao động ở bên đó hả chị? Không, thực ra là chị đi lại lại hơn chục năm rồi. Chị qua bên đó thì chị cũng buôn bán nhỏ, buôn quần áo. Là đi qua đó lấy hàng về đây để bán? Không, chị, ví dụ như là chị ra chợ người ta buôn ấy, xong rồi mình lấy về mình bán lẻ. Hoặc là nhiều khi thì chị cũng quen những người mà chủ may mặc thì có thể chị lấy những cái hàng đó chị giao. Đại khái vậy. Chị làm công việc đó được bao lâu? Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Chị ly hôn em.
chị có một con trai, cháu trưởng thành, công việc ổn định. Chị ly hôn bao lâu rồi? À, chị ly hôn hơn chục năm rồi. Dạ. Lý do gì sao hai vợ chồng chị chia tay chị? À, cái này là do chồng chị có lỗi với chị. Chồng chị nói chung là gọi là có một, rồi sau đó thì sinh ra một, thế nên là đó trong trường hợp tất cả cái thì bắt buộc chị phải ly hôn, là bởi vì chồng chị này kiểu quan hệ với một người mà chưa đến 18 tuổi mà lại có con thì không còn con đường nào khác, tức là bắt buộc chị phải ly hôn. Nếu mà chị không ly hôn thì chồng chị là phạm pháp, thì con chị sau ngày mai sẽ mang tiếng là một người có một người bố phạm tội, thì bắt buộc chị phải ly hôn để thôi thì con mang tiếng là bố mẹ ly hôn còn hơn là con của một người mà có tiền, ví dụ như vậy. Chị lúc đó chị nghĩ vậy. Chị rồi ông xã trước của chị làm công việc gì? À, lúc đó thì anh làm công nhân. Chị rồi bây giờ chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? À, ở cái tuổi của chị thì cũng lớn tuổi rồi. Lớn lên đi chị. Công việc của chị thì tức là con cái thì chị cũng không còn phải có trách nhiệm nữa. Bởi vì con chị cháu trưởng thành rồi, thì chị cũng muốn là tìm một người đàn ông tốt, tốt theo nghĩa tức là một người đấy đối với chị sống chân tình. Hai người yêu thương nhau, có trách nhiệm với nhau, cùng sống và cùng làm việc trong quãng đời còn lại. Rồi, chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? À, độ tuổi thì phải tuổi chị trở lên. Đến khó nghe quá. Đã. Hơn chị tầm tuổi chị trở nên, hoặc là hơn chị độ khoảng 10 tuổi, hơn 10 tuổi gì đấy thì cũng được. Nếu anh đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ thế nào? À, tầm tuổi chị mà quen những người cũng đã lớn tuổi rồi thì ví dụ như uống rượu thì uống ít thôi, có nghĩa là có tiệc hoặc là có khách, hoặc nếu mà bình thường bữa cơm thì có thể uống một ly nhỏ hoặc hai ly nhỏ để cho ngon miệng thì được, không sao, bởi vì là cũng là lớn tuổi. Thế còn nếu mà hút thuốc ấy thì nếu mà có hút thì cũng nên hút ít thôi, bởi vì cái đó là ảnh hưởng sức khỏe cho người đó chứ không ảnh hưởng gì cho chị, nó không tốt cho người đó. Rồi hiện tại là con chị có sống chung với chị không? À thì chị đi những lúc chị đi thì thôi, còn chị về thì hai mẹ con sống tại đây, tức là chị sống cùng với con chị. Còn bình thường thì chị cũng chị ít khi ở nhà, mà bởi vì thực ra thì chị cũng hay ở kia. Rồi chị đi qua Nga, vậy là chị qua định cư hay là chị qua để làm việc thôi rồi đi về? Chị đi làm thôi. Thực ra là khi trước con chị cháu chưa trưởng thành thì đi làm lấy tiền lo cho con, lo cuộc sống hai mẹ con. Rồi giờ con đứng người mình hết trách nhiệm rồi thì có đi làm thì chị đi làm để lấy tiền mang về mình lo cuộc sống vậy thôi, chứ còn quốc tịch Nga nó khó lắm, không dễ rồi. Chị đi qua Nga vậy là mỗi lần chị đi như thế chị ở đâu? À, chị thì chị bán hàng ở thành phố Sverdlovsk. Cũng có khi chị ở, ví dụ chị lên Mark chị lấy hàng. Lên Mark chị lấy hàng. Chị nói nãy giờ nói em cũng không rõ luôn đó. Là chị đi rồi chị về, chị lấy hàng chị về hay chị ở bên đó? À không, có nghĩa là chị buôn bán ở cái chợ Sverdlovsk, tức là một cái thành phố của một cái thành phố lẻ của Nga. Thì sau đó chị có thể là lên Moscow, tức là lên chợ lớn mình lấy hàng về đó mình bán. Rồi chị ở đó là chị ở bên Nga là chị sẽ ở đâu, ở nhà thuê hay là ở nhà của chị hay là nhà bạn chị? Đó là thuê nhà hết, người Việt Nam mình ở đó thì chỉ một số ít mua nhà bên đó thôi, còn thường như bọn chị thì thuê nhà sống để ra chợ bán hàng thế thôi.
Bên Nga thì bọn chị sống như thế. Mỗi năm chị sẽ ở bên đó bao lâu? Cái này thì nó cũng không cứ đâu. Khi con chị nhỏ thì có khi chị ở 1 năm, 2 năm chị về. Còn bây giờ khi con chị trưởng thành rồi thì ví dụ như dịch vừa rồi thì chị không ở bên đó. Nhưng vừa rồi hết dịch thì chị qua gần năm xong chị về. Mỗi lần là như là chị ở bên Nga nhiều hơn là chị ở bên Việt Nam phải không? À đúng rồi. Nhưng thực ra là từ lúc ly hôn xong thì chị ít khi ở Việt Nam. Trước kia thì về thăm con, thế còn bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi thì con nó cũng công việc rồi là tự làm tự kiếm sống được rồi thì cái gánh nặng kinh tế nó không phải quá phụ thuộc nữa. Còn mình nữa mà mình cũng không phải có trách nhiệm nữa nên là mình cũng thư thả hơn, thoải mái hơn. Con chị là đã lập gia đình chưa? Con chị có rồi ạ. Chị và nhưng mà chưa nên trước bà Hà Nội. Chị có con nhưng mà chưa có con. Chị rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Thực ra thì chị coi lâu rồi, chị coi là hơn 1 năm nay rồi. Cái lần mà trước khi chị sang Nga lần trước ấy, lúc đó là chị mới dịch xong đấy, chị có hẹn em 1 lần. Nhưng mà khi em hẹn xong thì khi đó thì chị lại đúng ngày. Cái ngày hẹn đấy là sau có đúng cái ngày đấy là ngày chị đi Nga. Thế nên là khi đó chị có đỗ em là chị rồi. Chị lùi lại bởi vì khi sang bên đấy công việc ấy, làm việc các thứ thì nhiều khi nó cũng bận, nó cũng không có dành nhiều cái thời gian lắm. Nhưng mà cách đây một năm á, một năm gần 1 năm chị có hẹn em đấy. Lúc đó em có cho nên chị một cái lịch hẹn. Nhưng mà đúng cái ngày em hẹn nên là ngày chị bay ra Nga đấy. Chị rồi thời gian chị coi kênh của em khá lâu vậy rồi, chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? À, thực ra thì chị có để ý được một người, nhưng mà thực ra là nó đúng cái thời điểm đó là chị định chọn lại, nhưng mà khi đó chị lại đi sang bên kia. Thì hôm nay lên đây thì thực ra là trước là chị bày tỏ cái hoàn cảnh của chị như thế và cái nguyện vọng của chị như thế. Sau nữa thì có thể sau đây chị nhắn tin, chị muốn hỏi em cái mã số đó để ý có được chưa. Và chị cũng có để ý một người thì cũng không xa lắm, nhưng mà chị sẽ nhắn tin chị hỏi em, tại vì chị cũng không muốn nói là cái thời gian nó không ấy, những người ta đang có gia đình rồi hoặc là đang tìm hiểu ấy, thì chị cũng không muốn là ảnh hưởng đến. Nếu chị hỏi em mà người đó mà chưa có, còn nếu không, hoặc là nếu người đã có rồi thì có thể sau đêm mai có một người nào đấy người ta cảm thấy chị phù hợp, hoặc là chị cảm thấy chị phù hợp ai thì chị sẽ nhờ em. Chị bây giờ thời gian của chị rảnh rỗi rất là nhiều, thì thời gian rảnh rỗi chị thích làm công việc gì? Thực ra nếu mà những cái năm dịch bệnh ấy, thì chị rỗi thì xem phim hoặc là chị chỉ cơm nước dọn dẹp gia đình. Còn ví dụ đợt này chị về thì vừa rồi chị cũng mới đi chơi Thái Lan về 1 tháng, hoặc là chị về thì kiểu tính chị cũng ham, chị thích ấy thì chị cũng đi học và lối mi ví dụ tháng chị kiểu cũng muốn là mình năng động một chút, hoặc là mình có một cái nghề có thể là ví dụ như sau nay mai mình sang Nga hoặc mình đi đâu đó mình mang mình có một cái nghề thì mình ví dụ như mà mình gặp ai đó mình nên duyên mình ở tại Việt Nam thì mình có một cái nghề cũng chị nghĩ cũng tốt. Chị cũng chiều cao của chị là bao nhiêu? À, chiều cao của chị thì khiêm tốn lắm, 1m52, 1m53 thôi. Chị có thể đứng lên cho mọi người thấy dáng chị nha. Có nhìn thấy không em? Dạ, thấy chị. Quay sau lưng hả chị? Dạ, được rồi chị.
Khi chị định tìm người bạn cho chị như thế này, con của chị có ý kiến gì không? Có ủng hộ chị không? Con chị thì từ lâu rồi, từ lúc cháu học đại học cháu đã muốn mẹ lấy chồng, nhưng mà khi đó thì chị nghĩ là cái tuổi nó hơi bị tuổi chị hơi bị dở dở và con chị chưa trưởng thành, mà cái tuổi mà hơn 40 mà lấy chồng ấy, thì lại phải có một đứa con, mà một đứa con đó thì không biết là cái khả năng của mình chăm sóc nó như thế nào, hoặc là bản thân mình gặp cái người sau đấy khi có đứa con ra rồi người ta có, tức là người ta lại cũng có trách nhiệm với con không, hay là lại gặp một người mà người ta lại lại cũng như chồng mình trước kia là trăng hoa rồi này khác. Cho nên là chị cũng xác định là khi con chị trưởng thành thì khi đó gặp ai thì mình làm bạn đời, tuy rằng không có con nhưng mà sống với nhau nó có tình cảm là được. Bởi vì thực ra là con cái để mà lo cho con nó có một cái điểm tựa đấy thì nó thành một cái người tốt. Bởi vì cái thời điểm đấy thì ở Việt Nam mình nó nghiện ngập nó nhiều lắm, nên là chị chỉ nghĩ cái thành công của chị tức là một đứa con nó không hư ngập, và bây giờ cháu biết làm ăn biết kiếm tiền một cách chính đáng, thế là một cái điều may mắn. Sau khi chị với ông xã chị chia tay chắc cũng có nhiều anh đeo đuổi chị hả? Sau khi chị với ông xã chia tay chắc cũng có nhiều anh đeo đuổi chị hả? Có gì nghe em nhỉ? Có nhiều người anh á đeo đuổi chị hả? Ra thì cũng có, khi chị sống ở bên Nga cũng có, nhưng mà thực ra là khi đó chị xác định là như thế này, bởi vì bố mẹ chia tay nhau ấy thì con cái là người chịu hậu quả, mà thực ra là sau chia tay thì chồng cũ chị lại bị bệnh, thế cho nên là chị nghĩ là phải hy sinh để làm điểm tựa cho con. Nếu mà bây giờ mình lấy chồng nữa thì con cái nó thành ra bơ vơ, chứ thực ra thì khi chị trẻ cách đây ấy, thì chị có người một vài người, thực ra nó lại như thế chứ không phải là không có, bởi vì chị cũng là người năng động, rồi chị cũng biết làm những cái việc nhà hay nấu ăn nấu uống hoặc là này khác các thứ, thì thực ra là chị thì xấu xấu người, nhưng mà nói chung là cái tinh thần cái sự tích cực của mình thì nó cũng bù lại. Chị rồi à, nếu bây giờ một anh muốn làm quen với chị thích anh ấy là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị thì chị nghĩ như này, cái trầm tính hay cái lanh lẹ với chị không quan trọng, mà chị chỉ cần là ở cái tuổi này rồi, người đó hai người đến với nhau thật chân tình và thương nhau, một người đó đừng 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 nóng tính, là bởi vì ở cái tuổi mà hai người tuổi già rồi mà, để mà người đó lãng mạn một chút, tình cảm một chút, bởi vì chị cũng là người sống ở nước ngoài về, chị cũng nhìn cái phong cách của người đàn ông nước ngoài, người ta sống với một người vợ hay một người phụ nữ, chị thấy thích một cái sự lãng mạn và một cái sự tử tế với nhau. Còn thực ra thì con chị thì người đó cũng không phải có trách nhiệm, là bởi vì bây giờ cháu kiếm tiền còn tốt hơn mẹ cháu, thế rồi cháu có ý thức, cháu có định hướng rõ ràng, nên là chỉ cần là hai người sống tốt với nhau, và người đó lính đã nghỉ hưu rồi thì người đó phải có một cái kinh tế, tức là cái lương hưu đảm bảo cuộc sống của người đó. Bởi vì còn chị thì thực ra là thả đâu chị cũng sống được. À, bây giờ ví dụ sinh sống ở Việt Nam, chị nhà chị có nghề bán phở, mà chị có thể bán phở sáng, hay chị có thể mở một cái tiệm may nhỏ nhỏ, hoặc là một cái quán chè Thái hoặc cái gì cũng được, hoặc là nghề làm núi nông mi, cái đó thì chị nghĩ là chị sống ở đâu cũng được, kể cả ở Việt Nam hay ở nước ngoài đó, thì cái đó thì không cỡ, thực ra là không phải lo cho chị. Còn tất nhiên là sau nay mai thì hai người lo với nhau về mặt tình cảm, bởi vì thực ra là người đến với chị thì cũng phải là người ly hôn này, hoặc là người vợ mất này, thì bù đắp cho nhau những cái thiếu, chứ còn như đừng, cho nên là chị cần một cái sự chân tình.
Dạ. Chị rồi bây giờ á, chị nghĩ là bao lâu nữa chị sẽ quay lại Nga hay là chị sẽ tính ở Việt Nam luôn? À không, thực ra thì nếu thực ra là chị có chương trình là năm nay chị nghỉ 1 năm. Nếu như trong vòng từ nay đến cuối năm mà chị không tìm được người thì thực ra là cũng có thể là chị như chị gái chị bảo thôi, bây giờ hay ở nhà đi, nhà có kiếm tiệm phở rồi cái gì mở thêm, thì chị cái đấy chị cũng đang suy nghĩ. Hoặc là thôi ở nhà đi làm cái gì đấy đi, thì hoặc là cũng có thể là chị sẽ đi, thì cái đó bởi vì mình còn khỏe mà, mình còn sức khỏe, chị thì không phải là người không có bệnh tật, chị không có bệnh gì hết, cho nên là mình ở nhà ấy, mà mình không làm việc ấy, thì thực ra là mình là người tụt hậu đó, là một người mà nhưng mà thực ra là con cái dù sao thì nữa nó có hay nó không có ấy, thì mình cũng không nên là để làm cái gánh nặng cho con, trừ trường hợp nếu mình có chồng sau này mai mình già mình không làm được cái gì thì lúc đó con cái nó bốn người chăm sóc không sao, còn bây giờ mình còn khỏe mà, với cả là chị cũng dạy con theo một cái tự lập như của người nước ngoài, người Nga là 18 tuổi trở lên, người học xong đại học mẹ lo cho gia đình lo cho là hết trách nhiệm, còn lại thì tự lo cuộc sống tự lo tất cả, bởi vì mình không thể theo con cái được mãi đấy. Chị rồi nhà chị hiện tại đang ở mặt tiền hay là ở trong hẻm? À, nhà chị thì nhà chị ở trong ngõ rộng rãi rồi, như ở trong ngõ Nhưng tại mà vì chị muốn mở quán phở thì chị sẽ mở ở nhà hay là chị mở ở ngoài? không có thể, nếu mà mở thì có khi là chị vào vùng trong, tại vì là chị ruột chị ở trong đó, thì kiểu như là nếu mà mở thì có thể cơ sở hai, hoặc là chị có thể mở một cái tiệm may nhỏ nhỏ, hoặc một cái quán ăn, một cái gì đó, một cái tiệm chè Thái Lan chẳng hạn. Chị thấy cũng có nhiều cái mà cũng làm ra tiền nếu mà chị ở nhà ở lại Việt Nam, còn nếu không thì chị đi ra sang Nga thì chị cũng quen rồi mà, chị buôn bán tất nhiên là không được như các nước khác, nhưng mà để mức sống thì chị cũng thoải mái, chị sống không được nhiều nhưng mà có dư giả chút chút thế là được rồi, giờ con lớn thì trưởng thành mình cũng không phải quá bon chen nữa, bởi vì mình cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi đấy, vừa làm vừa có nghĩa là con bây giờ không phải nuôi đó, bao giờ mà con phải nuôi, ví dụ mình hai người mà không không đến với nhau ấy, còn hai người đến với nhau thì mình làm việc bình thường, còn hoặc là không thì mình vẫn làm việc bình thường, khi nào mà mình trong trường hợp mình không không có duyên với một người nào đấy thì lúc đó mới cần con ấy có trách nhiệm, thì khi trước mình có trách nhiệm với nó, mình hy sinh một cái quãng đời dài với nó rồi thì bây giờ nó phải có trách nhiệm với mình, chị thì chị nghĩ vậy. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của chị ở trên kênh của em ha. Rồi, chị chào khán giả ha. Cuối cùng cuối video thì chị cảm ơn em rất nhiều, Uyên Linh rất nhiều là đã hôm nay đã giúp đỡ chị để bày tỏ một cái nguyện vọng của chị tới những cái mảnh ghép mà vẫn còn đang thiếu, nếu mà hợp có duyên thì là một cái điểm tốt, không có thì vẫn cứ phải cảm ơn em. Sau nữa là cũng chào tất cả những người yêu mến kênh của em, chúc mọi người thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và nhà nhà mọi người đều hạnh phúc. Dạ, bye chị, good night chị Phòng luật sư Pius 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 xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius 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 để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.